Sự trói buộc của tội lỗi là một khái niệm được thảo luận rộng rãi trong giới tôn giáo. Đó là một khái niệm đã có từ nhiều thế kỷ và vẫn còn phổ biến trong xã hội hiện đại của chúng ta. Sự trói buộc của tội lỗi là ý tưởng rằng con người bị ràng buộc vào tội lỗi và không thể thoát khỏi nó. Quan niệm này bắt nguồn từ niềm tin rằng con người được sinh ra trong một trạng thái tội lỗi và cho dù họ có làm gì đi chăng nữa, họ sẽ vẫn ở trong trạng thái này. Khái niệm về sự ràng buộc của tội lỗi chủ yếu được tìm thấy trong đức tin Cơ Đốc. Trong Kinh Thánh có nói rằng, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Roma 3:23. Đây là một dấu hiệu rõ ràng rằng con người đang ở trong tình trạng tội lỗi và không thể thoát khỏi nó. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu Kitô đã đến thế gian để chết vì tội lỗi của chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Sự trói buộc của tội lỗi là một khái niệm đã được giải thích khác nhau bởi những người khác nhau. Một số coi đó là một hình thức trừng phạt, trong khi những người khác coi đó là một cách để hiểu bản chất con người và nhu cầu được cứu chuộc của chúng ta. Bất kể nó được xem như thế nào, sự trói buộc của tội lỗi là một khái niệm mạnh mẽ đã được sử dụng để giải thích lý do tại sao con người không hoàn hảo và tại sao chúng ta cần tìm kiếm sự tha thứ cho tội lỗi của mình. Sự trói buộc của tội lỗi là một khái niệm không chỉ được tìm thấy trong đức tin Kitô giáo mà còn được tìm thấy trong các tôn giáo khác. Ví dụ, trong Phật giáo, người ta tin rằng con người bị ràng buộc vào vòng luân hồi đau khổ và tái sinh do sự gắn bó của họ với thế giới vật chất. Chu kỳ này được gọi là luân hồi và được xem như một hình thức trói buộc. Sự trói buộc của tội lỗi là một khái niệm vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay. Trong xã hội hiện đại của chúng ta vẫn còn bị ràng buộc với tội lỗi, và đó là điều mà chúng ta phải đấu tranh hàng ngày. Chúng ta phải cố gắng thoát khỏi ách nô lệ này để có thể sống một cuộc đời công chính và thánh thiện. Cách duy nhất để làm điều này là chấp nhận Chúa Giêsu Kitô là vị cứu tinh của chúng ta và tìm kiếm sự tha thứ cho tội lỗi của chúng ta. Bằng cách này, chúng ta có thể được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sống một cuộc đời tự do và vui vẻ.